Có một loại nước mắm thuần khiết Sinh ra để làm nên sự khác biệt Gói trọn tinh hoa của biển cả Đánh thức hương vị đậm đà thường hạn Đặc cấp Sang trọng Là món quà tình thân ý nghĩa Để luôn nhắc ta nhớ về cội Nước mắm hoạt hoàng gia hiện nay đã có mặt tại tất cả các tiểu bang trên toàn quốc Úc Châu với ba kích cỡ khác nhau, bao gồm 250 ml, 500 ml và 750 ml. Tại Melbourne, nước mắm hoàng gia đang được phân phối bởi công ty Oxford Foods và bán lẻ tại các siêu thị và nàn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Tony Bùi 0481 177996. Việt TV Australia xin trân trọng giới thiệu dịch vụ chứng hôn nhân đầu tiên của người Việt tại Úc từ năm 1984. Nếu quý vị có nhu cầu về chứng hôn nhân, xin liên lạc ông Đoàn Việt Trung qua số 0400 466 848. Xin lưu ý, theo luật của úc, nếu muốn ký hôn thú phải báo trước một tháng. Thanh Huyền xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của đài Việt TV úc châu. Kính thưa quý khán giả của VietTV, chính phủ Albanese tiếp tục lên kế hoạch áp đặt nhân số sinh viên quốc tế đến Úc học tập và đây là thông tin sẽ khiến nhiều trường đại học không hài lòng. Trong khi đó, tại Victoria, nghiệp đoàn xe cứu thương cho biết là họ sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo của nghiệp đoàn vì tình trạng kiệt sức của nhân viên đang ngày càng gia tăng. Cũng tại Victoria, chính phủ Allen đang có kế hoạch vinh danh các phụ nữ đã có những đóng góp quan trọng đối với cộng đồng trong thời gian qua. Trong khi đó, tại Thái Lan, cảnh sát xác nhận một người đàn ông quốc tịch Úc đã tử vong sau một vụ ẩu đả với một người đàn ông quốc tịch Mỹ. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay thứ Tư, ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Đài Việt TV Australia. Đầu tiên là tin về giáo dục. Chính phủ Albanese lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế. Chính phủ Úc đang lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế của các trường đại học để hạn chế số lượng người nước ngoài đến Úc sinh sống. Tuy vậy, kế hoạch này đang khiến Hội đồng Luật pháp lo ngại. Trong quá trình đóng góp ý kiến đối với việc sửa đổi luật dịch vụ giáo dục với sinh viên quốc tế, Hội đồng Luật pháp cho rằng việc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế dựa trên các yêu cầu về kỹ năng hiện tại và tương lai của nước Úc có thể là không phù hợp khi sinh viên quốc tế thường xuyên tham gia các khóa học hữu ích ở quê hương họ trước khi sang Úc học tập. Vì thế, Hội đồng Luật Pháp đã đề nghị sửa đổi theo hướng cho phép các trường đại học không bị áp đặt hạn ngạch trong bất kỳ khóa học hoặc nhóm khóa học cụ thể nào. Bên cạnh đó, Hội đồng Luật Pháp cũng cho rằng hạn ngạch sinh viên quốc tế sẽ cản trở khả năng của các nhà cung cấp dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các đối tượng này. Không chỉ riêng Hội đồng Luật Pháp, nhiều trường đại học hiện cũng bày tỏ lo ngại khi chính phủ Albuquerque đang lên kế hoạch áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế đối với các trường. Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học Luke Sheehy cho rằng, việc áp đặt hạn ngạch sinh viên quốc tế đang đưa đối tượng này thành vấn đề chính trị trong tổng thể chính sách nhập cư để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới tại nước Úc. Trong khi đó, Hiệp hội Giáo dục Quốc tế cũng cho rằng hạn ngạch đối với sinh viên quốc tế là công cụ chính sách để giải quyết quan điểm sai lầm dành sinh viên quốc tế là nguyên nhân chính gây ra cuộc khủng hoảng nhà ở hiện nay ở nước Úc. Sau đây là tin từ Victoria. Nghiệp đoàn xe cứu thương bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với các lãnh đạo. Các nhân viên y tế tại Victoria ngày hôm qua đã tổ chức một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo của nghiệp đoàn xe cứu thương vì tình trạng nhân viên cứu thương bị kiệt sức vì thời gian làm việc quá dài, trong khi danh sách bệnh nhân chờ đợi liên tục gia tăng. Các nhân viên y tế ở Victoria đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của nghiệp đoàn xe cứu thương với thời gian làm việc quá dài, trong khi lực lượng lao động thì thiếu hụt và tình trạng quá tải tại các bệnh viện vẫn không giảm. Liên minh xe cứu thương tại Victoria đang yêu cầu các thành viên bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ban lãnh đạo trong một sự leo thang tranh chấp chưa từng có. Ngoài kiến nghị bất tín nhiệm dự kiến được công bố vào thứ năm, công đoàn cũng đang lên kế hoạch biểu tình bên ngoài văn phòng Bộ trưởng Y tế Mary Anne Thomas vào thứ sáu một nhân viên y tế có tên gọi là Sam, đã nói chuyện với Jackie Felgate của đài phát thanh 3AW, cho biết anh ấy dự định tham dự cuộc biểu tình vì anh cảm thấy đó là cách duy nhất mà các nhân viên y tế xe cứu thương có thể đảm bảo rằng tiếng nói của họ được lắng nghe. Nhân viên Sam này cho biết thời gian của ca cấp cứu dự kiến là 10 giờ đối với ca ban ngày, 12 giờ đối với ca chiều và 14 giờ đối với ca đêm. Nhưng ca làm việc của họ hầu như không bao giờ kết thúc như dự kiến Hầu như mỗi ca làm việc đều kéo thêm dài hàng giờ mà nhân viên không hề được thông báo trước. Theo Sam thì vấn đề quan trọng là tình trạng tăng vọt khi nhân viên y tế xe cứu thương phải chờ bệnh nhân ở bệnh viện đôi khi trong vài giờ vì không còn giường bệnh. Cũng tin từ Victoria. Nhiều phụ nữ được vinh danh bằng cách được đặt tên đường, công viên và vùng ngoại ô. Chính phủ Alan đã kêu gọi sự giúp đỡ của công chúng khi họ tìm cách đặt 70% địa danh kỷ niệm mới ở Victoria nhằm tôn vinh phụ nữ như một phần của kế hoạch hành động bình đẳng giới, vì theo lời thủ hiến cho Cynthia Allen thì thành tích của phụ nữ chưa từng được công nhận đầy đủ so với sự đánh giá cao dành cho nam giới. Do đó, mục tiêu đã được đặt ra là có thêm 70% các địa điểm kỷ niệm được đặt theo tên của những người phụ nữ Victoria đáng chú ý trong 3 năm tới. Người dân hiện đang được kêu gọi giúp đưa kế hoạch thành hiện thực bằng cách đề cử những phụ nữ địa phương, những người đã có tác động đáng kể đến bang hoặc cộng đồng của họ. Một chiến dịch của tổ chức địa danh Victoria có tựa đề ghi nhớ địa phương đặt tên cho một địa điểm đã được công bố vào hôm qua thứ Ba nhằm khuyến khích người dân Victoria đưa ra đề cử của mình. Chính phủ dự kiến đến năm 2027, hơn 6.000 địa điểm mới sẽ phải được đặt tên, bao gồm các vùng ngoại ô, đường xá, trường học, công viên, tòa nhà và cơ sở cộng đồng. Một mẫu gần đây gồm 5.000 con đường và địa điểm của Victoria đã cho thấy chỉ có 200 trong số đó được đặt theo tên phụ nữ so với 1.400 tên được vinh danh nam giới. Bộ trưởng kế hoạch Sonia Kilkenny đã ca ngợi quyết định này, đặc biệt là việc đặt tên một làn đường ở Carlton, phía bắc Melbourne, theo tên tiến sĩ Ethel Mary Vaughan Cowan. Bác sĩ Cowan là nữ bác sĩ đầu tiên của Bệnh viện Nhi đồng miễn phí Melbourne, mà hiện nay được đổi sang Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia. Bà Kilkenny nói, tiến sĩ Cowan là một ví dụ trong số rất nhiều phụ nữ xuất sắc mà những đóng góp của họ xứng đáng được ghi nhận. Mục tiêu 70% là một phần trong chiến lược và kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2023-2027 của chính phủ. Thông qua chiến dịch đặt tên mới, chính phủ cũng kêu gọi người dân đề cử các cá nhân từ các nhóm ít đại diện, bao gồm các nhân vật trong cộng đồng thổ dân, cộng đồng lưỡng tính, người khuyết tật và các cộng đồng văn hóa đa nguyên. Tin từ New South Wales một thanh niên 20 tuổi bị cá mập tấn công tại Port Macquarie. Một phản ứng khẩn với quy mô lớn đã được triển khai tại bãi biển ở Port Macquarie sau khi một người thanh niên ở độ tuổi 20 bị cá mập tấn công vào sáng hôm qua thứ ba. Đội cấp cứu đã nhận cuộc gọi khẩn cấp vào lúc 11 giờ sáng, thông báo một người đàn ông đã bị thương tại North Shore Beach ở Port Macquarie. Xe cứu thương và trực thăng cứu hộ đã lập tức đến hiện trường. Nạn nhân là một thanh niên 23 tuổi, bị thương nặng ở chân, đang trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định sau khi được chuyển đến bệnh viện Port Macquarie Base. Trước đó, vào sáng hôm qua thứ Ba, ngay sau 7 giờ sáng, cơ quan quản lý cá mập SharkSmart thông báo đã phát hiện một con cá mập trắng lớn ở khu vực lân cận Port Macquarie. Nhắc lại là cá mập trắng được phát hiện lần cuối vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 tại Hawksnest. Hiện vẫn chưa rõ loại cá mập nào có liên quan đến vụ tấn công mới nhất này. Kế đến là tin từ Thái Lan. Một người đàn ông quốc tịch Úc đã thiệt mạng trong một vụ ẩu đả một người đàn ông quốc tịch Mỹ, 43 tuổi, đã bị bắt vì cáo buộc đâm chết một người đàn ông quốc tịch Úc trong lúc người này đang trong tình trạng say rượu sau vụ ẩu đả tại một bãi biển ở Thái Lan ngày hôm qua. Cảnh sát đã nhận được cuộc gọi về vụ đánh nhau giữa hai người đàn ông gần bãi biển Nofarathara ở Ao Nang, tỉnh Krabi, chỉ sau 2 giờ sáng thứ hai. Khi đến nơi, cảnh sát đã nhìn thấy một người đàn ông quốc tịch Úc 35 tuổi nằm trên mặt đất với những vết đâm ở bụng, chân và cánh tay. Nạn nhân đã được sơ cứu tại chỗ và sau đó đã được đưa đến bệnh viện địa phương trước khi được chuyển đến bệnh viện Krabi. Tuy nhiên, nạn nhân đã không qua khỏi vì vết thương quá nặng. Cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm người Mỹ ngay tại hiện trường trong lúc người này vẫn còn đang say rượu. Các nhân chứng cho biết hai người đàn ông đã uống rượu tại một nhà hàng gần đó, sau đó người đàn ông Úc đã quay trở lại khách sạn của mình. Trên đường trở về khách sạn thì hai người đã tranh cãi và xảy ra ẩu đả, và người đàn ông đến từ Mỹ đã đâm nhiều nhát vào nạn nhân người Úc. Cảnh sát nghi ngờ hai người đàn ông có bất đồng quan điểm tại nhà hàng. Tuy nhiên, đây chỉ là bước điều tra sơ bộ khi họ tiếp tục điều tra vụ việc. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao và Thương mại DFAT cho biết họ đang hỗ trợ lãnh sự cho gia đình của nạn nhân vừa qua đời ở Thái Lan. Cuối cùng là tin an toàn đời sống. Bunnings phản hồi yêu cầu bồi thường về ngộ độc trì. Hệ thống bán lẻ Bunnings đã phản bác lại những tuyên bố từ các nhân viên công đoàn khi cho rằng họ có thể đã tiếp xúc với mức độ trì nguy hiểm sau khi mua một loại sản phẩm tại Bunnings. Theo tuyên bố từ công đoàn, thì những người mua sắm cũng như công nhân của Bunnings có thể có nguy cơ bị nhiễm độc trì sau khi một số thành viên của công đoàn cáo buộc là họ đã mua những cuộn dây bằng trì từ Bunnings mà không được đóng gói an toàn. Vụ phơi nhiễm này được cho là đã xảy ra tại cửa hàng Bunnings Woodville ở khu đô thị Adelaide khi mà Hiệp hội Thương mại Điện lực tuyên bố là sản phẩm này đã được đặt trên kệ trong lối đi ban mà không có biện pháp phòng ngừa an toàn. Trong khi đó, chì là kim loại có độc tính cao và là chất độc thần kinh gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Liên minh truyền thông, điện và hệ thống nước tại tiểu bang Nam Úc gọi tắt là CEPU đã xác nhận với hãng tin Newswire rằng họ đã tiến hành kiểm tra mức độ trì tại cửa hàng vào tháng 6. Kết quả cho thấy hàm lượng trì là 6.8 microgram trên 100 cm vuông. Thư ký Liên minh CEPU, ông John atley đã kêu gọi Bunnings phải đặt vấn đề an toàn của công chúng lên hàng đầu và thực hiện tất cả các bước cần thiết để bảo vệ cộng đồng khỏi bị phơi nhiễm trì từ các sản phẩm có trì được bán trong cửa hàng của họ. Tuy vậy, người phát ngôn của Bunnings đã phản bác những tuyên bố trên của công đoàn về rủi ro an toàn và cho biết họ đã thực hiện các bước để đảm bảo sản phẩm được an toàn. Và Tổ chức Bảo vệ An toàn Nơi Làm Việc, tức là Safe Work South Australia cũng cho biết Họ hài lòng với cách xử lý tình huống này của Bunnings. SafeWorks SA cũng đã xác nhận với hãng tin Newswire rằng họ đã điều tra một cửa hàng của Bunnings vào tháng 6 và cho biết họ hài lòng với các hành động mà cửa hàng thực hiện nhằm khắc phục mọi nguy cơ sức khỏe được nhận thấy. Ngoài ra, Bunnings cũng xác nhận rằng họ đã làm việc với một nhà cung cấp để cập nhật việc đóng gói và ghi nhãn của tất cả hàng tồn kho hiện tại và tương lai, đồng thời những thay đổi sẽ được triển khai trên toàn quốc. Dự kiến việc triển khai sẽ được hoàn thành trong vài tuần tới. Như một biện pháp tạm thời, công ty hiện đang lưu trữ hàng hóa hiện có trong các container ở khoang chứa hàng hóa của mình nơi hàng hóa được cung cấp theo yêu cầu. Với bản tin vừa rồi, Thanh Huyền xin tạm dừng chương trình tin tức của VietTV Australia. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thanh Huyền xin chào tạm biệt và chúc quý vị có một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài VietTV Úc Châu vào lúc 10 giờ sáng ngày mai.